Ngày 23 tháng 5, phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp Nga-Chung ở Thượng Hải, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin nhấn mạnh rằng sự tương tác ngày càng sâu sắc giữa Moscow và Bắc Kinh sẽ có tác động có lợi đối với sự phát triển kinh tế của cả hai bên, cung cấp một nền tảng để thảo luận và liên hệ trong nhiều lĩnh vực ở các cấp độ khác nhau. Ông bày tỏ tin tưởng rằng mục tiêu nâng kim ngạch thương mại giữa Nga và Trung Quốc lên 200 tỷ đô la trong năm nay sẽ đạt được theo ông liên bang nga tập trung vào các thị trường đang phát triển năng động trong đó trung quốc chiếm một vị trí quan trọng người đứng đầu chính phủ nga đảm bảo rằng moscow sẵn sàng hợp tác công nghiệp và công nghệ với bắc kinh đồng thời hoan nghênh việc hợp tác thực hiện các sáng kiến lớn bao gồm cả lĩnh vực năng lượng tái tạo để có năng suất tối đa liên bang nga coi điều quan trọng là đảm bảo khả năng tiếp cận lẫn nhau với các công nghệ tiên tiến cũng như hài hòa các tiêu chuẩn quốc gia và yêu cầu kỹ thuật sau thượng hải Thủ tướng Mishustin đến Bắc Kinh và sẽ hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Lý Cường. Theo đó, một số thỏa thuận song phương sẽ được ký kết. Giáo sư Alexei Maslov, quyền giám đốc Viện các nước Á Phi thuộc Đại học Tổng hợp Moscow mang tên Lomonosov cho rằng chuyến thăm của Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin tới Trung Quốc là một trong những chuyến thăm quan trọng nhất trong những thập kỷ gần đây về việc tăng cường quan hệ thương mại và kinh tế Nga-Trung đó là phần tiếp theo của cuộc gặp giữa tổng thống Putin và chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Moscow. Sau đó, ngay lập tức thấy rõ rằng nhiều công ty Trung Quốc đã tăng cường đáng kể hoạt động của họ khi hợp tác với Nga. Một số thỏa thuận đã đạt được về ngành công nghiệp ô tô của Nga, về khu liên hợp nông công nghiệp, về việc mở các tuyến đường sắt mới và về lĩnh vực giao thông hàng không. Theo giáo sư Maslov, rõ ràng là năm nay Nga và Trung Quốc sẽ tăng đáng kể kế hoạch thương mại song phương ít nhất là 15 đến 20% nhưng quan trọng nhất là hai bên đang đa dạng hóa sự tương tác của mình thị phần của các sản phẩm công nghệ cao đầu tư lẫn nhau đang tăng lên và một loại hình hợp tác sâu sắc hơn đang phát triển hai nước đang hướng tới việc tạo ra các hình thức tương tác phức tạp trong lĩnh vực khoa học và giáo dục chẳng hạn như tạo ra các phòng thí nghiệm chung và phát triển khoa học và kỹ thuật một số công ty nga những công ty công nghệ cao đang thâm nhập thị trường trung quốc hai bên đang chuyển từ hợp tác thương mại đơn giản thông thường sang hợp tác đầu tư sâu rộng chủ tịch trung tâm phân tích nga trung quốc sergei senakoev chỉ ra rằng liên bang nga và trung quốc có cơ chế tương tác chưa từng có ở cấp độ liên chính phủ hai nước có năm ủy ban liên chính phủ một ủy ban lớn của nga trung quốc để chuẩn bị cho các cuộc họp thường kỳ của những người đứng đầu chính phủ một ủy ban liên chính phủ về hợp tác đầu tư các vấn đề năng lượng xã hội và biên giới ngoài ra còn có hàng chục tiểu ban trong các lĩnh vực khác nhau theo chuyên gia, các hướng đang được thảo luận ở Trung Quốc hiện nay là sự khởi đầu cho một kỷ nguyên phát triển kinh tế và thương mại mới giữa Liên bang Nga và Trung Quốc. Cũng theo giáo sư Alexei Maslov, việc tăng cường hợp tác giữa Nga và Trung Quốc sẽ tạo động lực cho các nước thứ ba tham gia các dự án Nga-Trung. Moscow và Bắc Kinh đang thực hiện nhiều dự án xuyên biên giới và xuyên quốc gia. Trung Quốc và Nga đã nối lại đối thoại về một số dự án kinh tế, chủ yếu là dự án cơ sở hạ tầng, trong khuôn khổ SCO và BRICS triển vọng hợp tác ở trung á cũng rất rõ nga đang mở rộng số lượng đối tác ở châu á không phải ở cấp độ tuyên bố mà ở cấp độ các dự án thực tế xu hướng này đã có từ lâu